năm tác dụng cực quý của cây khổ sâm các bạn đã tìm hiểu chưa? Khổ sâm với những tác dụng quý đối với sức khỏe và được nhiều người lựa chọn sử dụng làm thảo dược hỗ trợ các bệnh về đường ruột, viêm đại tràng. Trên thực tế sử dụng đã có những phản hồi khách hàng gửi cho chúng tôi phản hồi có những tác dụng nhất định. Vậy kho sam là cây gì? Chúng có những công dụng gì? Cách dùng kho sam như thế nào cho hiệu quả? Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé! 1. Tên khoa học Khổ sâm cho lá có tên khoa học là Proton Tùng Kỳ Họ thầu dầu euphorbiaceae 2. Đặc điểm thực vật Phân bố của khổ sâm cho lá Cây khổ sâm nhỏ cao 0,7 đến 1 mét. Lá một cách hoạt hơi so le. Cả hai mặt lá đều có nhiều lông hình khiên ống ánh. Khi phơi khâu mặt dưới lá có màu trắng bạc, mặt trên có màu nâu đen. Cụm hoa mọc ở kẻ lá hay đầu cành. 3. Bộ phận dùng Chế biến của khổ sâm cho lá Dùng lá khổ sâm, dạng tươi hoặc phơi khô Thu hái vào lúc cây sắp ra hoa 4. Tính vị Lá khổ sâm có vị đắng, tính bình, hơi độc Vào kinh đại tràng 5. Công dụng của lá khổ sâm Rất tốt cho người tiêu hóa kém Đau bụng đi ngoài, đau bụng không rõ nguyên nhân Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, tiêu hóa kém kết hợp cùng với lá khôi, bồ công anh, hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, hỗ trợ điều trị vẩy nến, á sừng khi kết hợp với một số vị thuốc nam khác. 6. Liều dùng khổ sâm cho lá Mỗi lần uống 12 đến 20 gram khô dưới dạng thuốc sắc hoặc hãm nước uống hàng ngày. Nếu có cây tươi các bạn có thể lấy khoảng 8 đến 10 lá tươi nhai trực tiếp. Ngày ăn hai lần vào buổi sáng sớm và buổi tối. Nếu bị chốc đầu thì dùng nước sắc để rửa hoặc giải lá tươi để đắp. Chú ý, cơ thể bị suy nhược, táo bón không dùng được, dùng liều cao gây buồn nôn, nhức đầu, khi ngừng thuốc sẽ tự hết các triệu chứng trên. 7. Đơn thuốc có khổ sâm Hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng, lá khổ sâm 20g đun nước, lấy khoảng 300ml nước uống vào buổi sáng sớm. Kết hợp với ăn món trứng gà lá mơ lông tí ăn hàng ngày bệnh nhân viêm đại tràng kiên trì dùng cách trên khoảng một tháng tiêu hóa sẽ tốt hơn rất nhiều. Hỗ trợ điều trị lị, đau bụng đi ngoài. Lá khổ sâm, lá phèn đen mỗi thứ một nắm, sắc uống. Hoặc lá khổ sâm, cỏ sữa lá nhỏ, lá mơ lông, mỗi vị 10 gram sắc uống ngày một thang. Hỗ trợ điều trị đau bụng không rõ nguyên nhân, hái mấy lá khổ sâm, nhai với mấy hạt muối. Nếu có nôn hay sôi bụng thì nhai với một miếng gừng sống hỗ trợ điều trị khắp mình nổi mẩn ngứa, muốn gãi luôn, dùng lá khổ sâm, kinh giới, lá đắng cay, lá trầu không, nấu nước xong và tắm rửa. Hỗ trợ điều trị vẫy nến, khổ sâm 15g, huyền sâm 15g, kim ngân 15g, sinh địa 15g, quả ké 10g, tán bột làm thành viên, ngày uống 20 đến 25g. 8. ngoài ra khổ sâm cho lá còn có nhiều tác dụng quý khác như cây khổ sâm tác dụng chống nấm cây khổ sâm tác dụng kháng sinh cây khổ sâm tác dụng đối với ký sinh trùng sốt rét cây khổ sâm tác dụng lợi niệu cây khổ sâm tác dụng kháng khuẩn kiên kỵ khi dùng cây khổ sâm tị vị hư hàn không dùng trung dược đại từ điển phụ nữ mang thai trẻ nhỏ và phụ nữ đang cho con bú không nên dùng vị thuốc có độc tính nhẹ nên sử dụng với liều lượng thấp không nên dùng quá liều, không dùng kéo dài mà chỉ nên dùng tối đa trong thời gian khoảng 1 tháng 9. Công trình nghiên cứu về thảo dược. Hoạt tính kháng tụ cầu khuẩn của lá khổ sâm, một hợp chất deterbent boils được phân lập từ lá khô của cây thuốc đặc hữu Việt Nam Proton tonkinesis gagnep Euphorbiae đã được đánh giá có hoạt tính ức chế chống lại tụ cầu khuẩn rất đáng kể. Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam phát hiện độc tính gây độc tế bào từ lá cây khổ sâm Việt Nam. Thí nghiệm được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy, dịch chiếc lá KS đã gây chết tôm, chứng tỏ độc tính gây độc tế bào của loại cây này. Phát hiện hai hợp chất kháng viêm và kháng ung thư từ lá cây khổ sâm, hai hợp chất protein kinin A, B và diterpenoids từ cây khổ sâm proton tùng kinensis là chất chống viêm và chống ung thư. Đây là kết quả của công trình nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Thông tin liên hệ và đặt mua hàng. Địa chỉ: thôn Om làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hotline: 976 836 586.